Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bảng giá của giống chó Ngao Tây Tạng tại Việt Nam. Đây, ở đây mình có em Ngao Tây Tạng sẽ giới thiệu cho mọi người về bảng giá của giống chó này. Đó, rất là to. Đấy, đây. Ôm lên cho mọi người xem nhé. Ôi. À, to chưa? Ấy. Mú chưa? À, ngồi xuống. Bộ này thì mọi người cũng mua được ở ba nơi như mọi lần mình giới thiệu ấy, mọi người mua ở trong các shop này, hoặc là các trại nhân giống, hoặc là ở hộ dân. Thì đối với ở hộ dân ấy thì hiện nay cái giống chó này nó cũng không phổ biến đâu, rất là ít. Nên nếu mà mọi người mua ấy, thì mức giá nó cũng rất là cao đấy, nó từ 10 cho đến 15 triệu đồng một con. Còn nếu mà mọi người mua ở các trại nhân giống ấy thì mức giá của nó cũng sẽ cao hơn, bởi vì trại nhân giống ấy thì nguồn gốc của bọn này nó cũng được đảm bảo hơn này. Đấy, nên mức giá của nó sẽ cao hơn, cú nó chuẩn hơn. Nó sẽ từ 15 cho đến 20 triệu đồng một bé, thậm chí là lên đến 25 hoặc là 30 triệu. Còn ở các shop như shop mình ấy thì mức giá thấp nhất của bọn này nó cũng phải từ 30 triệu rồi. Đấy, nó có thể lên đến 40 triệu này, hoặc là 50 triệu, thậm chí là 60 triệu đồng một bé. Đó, tùy vào chất lượng của từng bé, tùy vào nguồn gốc của từng bé luôn. Đấy, mọi người nhìn em của mình à. To chưa? Hầm hố chưa? Đó. Đấy, giá bán của bọn này thì ở Việt Nam mình nó rất là chát. Mức giá của bọn này nó thuộc vào top những giống chó đắt ở Việt Nam. Cùng với các loại Bunny này, hoặc là Shiba này. Đấy, những cái giống chó đấy giá cũng khá là cao. Đấy. Bọn này nuôi thì mọi người chăm sóc rất là khó, nên ở Việt Nam mình ấy nó không được phổ biến. Nó sống ở khí hậu lạnh nên lông lá của nó rất là dày và dài nên này. Đấy, mình ngồi nghịch nó một tí này, lông lá nó dính đầy người này. Đó. Lông nó bay khắp nhà kìa, kìa. Đây mọi người nhìn ở nhà kìa. Đó. Chăm sóc bọn này thì ở Việt Nam mình không phải ai cũng chăm sóc được, không phải nhà nào cũng nuôi được bọn này. Thứ nhất là ăn rất là tốt. Đấy, to. Đây mọi người nhìn em của mình này. Đó. Nó khoảng độ 3 tháng rưỡi, 4 tháng mà nó đã được khoảng tầm độ 30 cân rồi. Đấy, ăn rất là tốn. Chăm sóc bọn này cũng rất là vất vả. Đi spa hoặc ở nhà sấy thì nó cũng là mệt lắm. Mọi người lên mang bé nhảy đi spa để người ta tắm sấy cho dễ dàng, chứ còn ở nhà mình thì rất là vất. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhá. Video hôm nay là mình chỉ giới thiệu cho mọi người về cái bảng giá của bé Ngao rồi. Đấy, bé Ngao lâu lắm mình chưa quay cho mọi người xem. Đấy, to. Ê, ra đây. Ra đây. Đấy. Đấy, mọi người chỉ thấy nó bước chân gì to bệ vệ không? Khổng lồ luôn. Đây. Đấy, đây này. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của mình nhá. Bye bye mọi người nhá. Nốt đi.